Xin chào các bạn. Mấy hôm nay thì Diệu Minh nhận được rất nhiều những lời yêu cầu xem về tướng diện của vị sư Minh Tuệ. Và Diệu Minh cũng theo dõi khá nhiều những cái luồng ý kiến dư luận của các nhà sư cũng có, của những người bình thường, cư sĩ, Phật tử cũng có. Rất nhiều những ý kiến trái chiều, đa chiều xung quanh vị sư Minh Tuệ này. Và hôm nay thì Diệu Minh sẽ làm cái video này dưới góc độ là một người nghiên cứu về tướng số. Thì Diệu Minh sẽ nhận xét một số những cái tướng đặc biệt của vị sư Minh Tuệ. Như sư Minh Tuệ nói rằng sư không có thọ giới tại bất cứ một ngôi chùa nào. Và chính vì như thế thì sư hoàn toàn không phải và không cần thiết phải là cái người thọ tỳ kheo để giữ 227 giới nếu là Phật giáo Nguyên Thủy và giữ 250 giới nếu theo Đại Thừa. Nếu mà thọ tỳ kheo thì chắc chắn sư sẽ phải giữ tròn đủ đầy hơn 200 giới như thế. Nếu chưa phải là một tỳ kheo thì chỉ là một Phật tử bình thường thọ 5 giới hoặc 8 giới, đó đã là một cái điều rất đáng để trân trọng rồi. À, vị Minh Tuệ hoàn toàn giữ được rất trọn vẹn 8 giới. Trong đó có những giới như không ăn sái giờ, không ăn quá ngọ, không nằm ngồi những cái nơi cao sang đẹp đẽ. Và rất hiếm một vị tu tập nào mà có thể theo cái con đường khổ hạnh suốt 6 năm trời đằng đẵng như thế. Phải là một người có căn tu rất đặc biệt mới có thể làm được những việc mà người thường khác không thể làm được như thế. Mỗi khi Diệu Minh nhìn thấy hình ảnh của vị Minh Tuệ này khoác một cái áo chắp nối bằng tất cả những cái vải vụn rách dưới, ôm bình bát đi lang thang như thế, lòng Diệu Minh cũng dấy lên một cái sự xúc động lạ thường và nhớ lại những cái câu thơ: hỡi người khách lữ hành trên cõi thế, đi lang thang vô định đã bao đời, vòng tử sanh sanh tử nẻo luân hồi, trong tam giới xoay đi rồi chuyển lại, vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ, khóc vợ con, quyến thuộc, kẻ thân yêu, khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều, từ vô thỉ khóc than bao cảnh khổ. Những giọt lệ đắng cay người đã đổ, còn nhiều hơn nước mặn khắp trùng dương. Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế, đi lang thang vô định đã bao đời, vòng tử sanh sanh tử nẻo luân hồi, trong tam giới kiếp này rồi kiếp khác, từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác, khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô. Và quay lại hình tướng của vị Minh Tuệ thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là đây là một người mà tướng đi vào bộ khá là đặc biệt. Và tướng đi vào bộ thì Diệu Minh cũng đã phân tích khá nhiều ở những cái video cũ trước đây. Và để xem tướng của một người thuộc vào bộ tướng nào, bộ tướng cầm hay bộ tướng thú, thì phải quan sát rất là kỹ lưỡng từ dáng dấp, cử chỉ, cách ăn, cách nói, cách đi đứng, cách nằm ngồi. Một người nào đó mà có cái tượng trọn vẹn của cầm hoặc của thú thì trong đời đều có những cái cơ hội để nổi tiếng, để có danh vọng. Nhưng mà thường thì tượng cầm hay thú đi vào bộ vẫn có thể sang, vẫn có thể hèn, vẫn có thể quý, vẫn có thể gian ác. Và không phải ai cũng có cái tướng đi vào bộ được. Có những người nó không vào bất cứ một bộ gì, có những người chỉ lạc loài một vài. Và vào bộ tướng thì ví dụ như hạc hình, long hình, phượng hình, sư tử hình, hổ hình, hầu hình, gấu hình, ngựa hình.
mã hình, rắn hình, vân vân. Và quan sát tướng diện của vị minh tuệ thì các bạn sẽ thấy rất rõ rằng đây là tướng hầu, một tướng hầu, một đi vào bộ hầu rất điển hình. Hộp sọ tròn đầy, nảy nở ở phía đằng sau. Trán lộ, mắt lộ, tai lộ, miệng cũng lộ. Cái miệng hầu là cái miệng mà nó hơi um úp và cái phần xương hàm thì nó hẹp và cái khuôn miệng nó quặp lại, nó hơi um úp, hơi chìa răng ra, giống như là cái miệng của con khỉ. Và đôi mắt thì tròn, thần khí đôi mắt rất sáng, rất tròn. Vầng trán cũng điển hình của trán hầu, trán lộ, sáng. Và đi vào bộ tướng hầu này này thì cũng là số thành đạt. Tuy nhiên thì cái bộ vị hầu này thì thường sư Minh Tuệ nên ở những cái nơi ẩn tu, ở rừng, ở núi, ở hang động, ở những cái nơi có chất liệu là đá, ví dụ hang động hoặc nhà đá, có nhiều cây cối, thưa dân cư, thì nó sẽ đắc cách cho sư hơn rất rất là nhiều. Và bộ tướng hầu mà sư đi về phía đồng bằng, đi về chốn tụ tập đông dân, nhiều con người sinh sống, đó là một cái điều rất bất lợi đối với vị minh tuệ. Và với cái tướng như thế này thì sư hoàn toàn nên ẩn tu ở những cái nơi hoang vu, cây cối, rừng núi, heo hút, sẽ tốt cho sư hơn rất rất nhiều. Và đặc biệt Diệu Minh quan sát những thời gian gần đây, trên cái vầng trán của vị minh tuệ nó xuất hiện, giữa trán có cái phần lõm khuyết vào tương đối là lớn. Cho nên nếu như vị minh tuệ càng xuất hiện nổi bật, càng thu hút nhiều những cái sự chú ý của một số đông, thì những cái chướng ngại vị ấy gặp phải sẽ càng lớn, càng nổi. Những cái ma chướng kéo đến thử thách vị minh tuệ sẽ dày hơn, sẽ lớn hơn. Và với tướng diện này thì vị minh tuệ nên ẩn tu, nên kín đáo và nên ẩn mình thì sẽ tốt hơn rất rất nhiều trên cái con đường đạo của vị. Mấy hôm nay Diệu Minh theo dõi vị sư minh tuệ, theo dõi những lời bàn ra tán vào, những ý kiến trái chiều của một số các vị sư khác trong giáo hội, một số những cư sĩ Phật tử và một số những người bình thường. Diệu Minh lại nhớ đến câu chuyện người văn sĩ của Nguyễn Tường Bách. Và Diệu Minh thấy tất cả những nhân vật sư Minh Tuệ, một số các vị sư khác, tất cả các đại chúng, các cư sĩ, các Phật tử, thấp thoáng hình bóng của tất cả mọi người trong chính chuyện ngắn của Nguyễn Tường Bách. Vùng nọ có một người lữ hành cô đơn, không ai bầu bạn. Suốt mấy mươi năm y rong ruổi từ vùng này qua vùng khác, không chủ ý định hướng gì rõ rệt. Đời sống và hoàn cảnh đổi thay như dòng nước chảy mau. Tâm tư y cũng thăng trầm nhiều nỗi, nhưng dần dần đọng lại một điều gì khó tả. Chuyện của y viết ra như nỗi niềm ảo ạt tự ý tuôn trào, không trau chuốt, không giải thích. Bởi vậy không mấy ai hiểu và yêu chuyện của y. Y thầm nghĩ, ý tứ của ta đối với người hiểu rồi thì hóa ra dư thừa, còn đối với người chưa hiểu lại là tối tăm, hoang đường, giả tạo. Mi viết ra làm chi? Nhưng rồi y lại tự nhủ, mọi sự trên đời từ nhận thức đến cảm giác đối với người đời cũng đều như thế. Hỡi tên văn sĩ quèn, mi đừng thắc mắc. Phải đeo vai ngày càng nặng, tâm tư chỉ còn vẳng vặng những mẩu chuyện đã viết. Y buồn rầu tự nghĩ, văn nghiệp của ta chỉ chừng đó thôi sao? Một ngày kia, trên bước đường phiêu bạt, người văn sĩ già đến bên bờ một con sông nhỏ. Bên kia sông cảnh vật xanh tươi, khác hẳn con đường đất đỏ phía bên này. Người văn sĩ
bây giờ đã già yếu cực độ. Y đã vứt bỏ mọi thứ trong túi, đeo vai cho bớt nặng, chỉ còn giữ lại tập truyện. Y không còn sức bơi qua sông, người văn sĩ già đau đớn muốn gục. Y bỗng nổi cơn giận dữ, nhìn túi vải, chỉ còn duy nhất tập truyện. Ta đã kiêu mang sinh thành ra mi, không lẽ bây giờ ta chết vì mi? Y lẩy bẩy mở túi vải lôi tập truyện ra. Lạ thay, tập truyện đã biến thành đá tảng từ bao giờ. Người văn sĩ chân chối nhìn tập thạch thư, không hiểu mộng hay thực. Thì ra ta đã mang hòn đá nặng này hơn mười mấy năm qua. Ta già yếu không phải vì tuổi tác, mà chính vì sức nặng của mi. Y dùng hết tàn lực đẩy tập thạch thư qua một bên. Hòn đá rơi xuống chân cầu kêu một tiếng như tiếng kim loại chạm nhau. Vừa nghe tiếng kêu, người văn sĩ bỗng nhiên thấy mình mạnh khỏe như hồi niên thiếu. Y nhẹ nhàng bước qua cầu. Đi thêm một đoạn, bao nhiêu cung đài nguy nga tráng lệ hiện ra. Tầng tầng lớp lớp, người người ra vào mặt mày hoan hỉ, như có thần thông. Bỗng có tiếng ai đi tới. Người văn sĩ quay người lại thì thấy cụ bà, trên vai với đôi quang gánh. Nhìn kỹ, cụ bà gánh hai đầu hai cái giỏ, bên trong sóng sánh nước. Y kinh ngạc thấy nước không chảy ra, còn cụ bà thì đi đứng nhẹ nhàng như không. Biết rằng gặp thần nhân, y vái lạy hỏi, phải chăng đây là nơi mà người ta gọi là Niết Bàn? Cụ bà cười khanh khách, đây chỉ là cảnh giới tam thập tam thiên, một cõi cao hơn loài người đôi chút. Phải chăng các loài sống ở đây chính là chư Phật? Cụ bà lắc đầu. Các loài thọ sinh ở đây phần lớn có hạnh nghiệp tốt đẹp, nhưng các loài này còn cách Phật hay Bồ Tát rất xa. Nhưng có lẽ các vị này cũng đã đắc đạo. Cụ bà cười lớn. Hạnh nghiệp ý thức của chúng thì tốt đẹp, nhưng có phải vì thế mà phá được chấp ngã, phá được vô minh đâu? Ngươi không thấy các lâu đài nguy nga tráng lệ kia sao? Đó chính là nơi ẩn náu kiên cố của ý thức của chúng. Chúng không bao giờ dám chịu rời xa, và vì vậy chúng không còn tiến bộ. Người văn sĩ ngập ngừng, cụ bà nói tiếp. Như có người dùng thuyền qua sông, khi tới nơi tiếp con thuyền, không chịu rời bỏ dòng sông, hoặc lên bờ tiếp tục vác chiếc thuyền đi tiếp. Nghe tới đây, người văn sĩ rùng mình, một cảm giác lạnh toát ập đến. Cũng có người nương theo ngón tay thấy mặt trăng, chấp rằng ngón tay là mặt trăng. Cũng có kẻ được thọ sinh ở đây, không còn thấy khổ đau, cho rằng đây chính là Niết Bàn, lại tiếp tục chịu cảnh sinh tử. Cũng có loài tu được chút thần thông, thoát được vài trói buộc của thân, đã vội cho rằng mình đắc đạo. Ôi, chấp trước của chúng sinh thật vô cùng vô tận. Người văn sĩ cúi đầu ngẫm nghĩ, cụ bà nói tiếp. Trong mọi thứ chấp thì ngã chấp là vi tế nhất. Nó đeo đuổi người học đạo tới mức cuối cùng. Nhớ rằng ngã không phải chỉ là thân tâm mình, mà là toàn bộ nghiệp lực, kể cả đạo nghiệp. Ngã chấp và vô minh theo nhau như hình với bóng, tràn đầy khắp nơi, ngay cả trong cõi tam thập tam thiên này. Người văn sĩ ngẩng đầu nói, nhưng dù sao các loài sống ở đây vẫn dễ hiểu đạo hơn loài người. Cụ bà cả cười, không phải. Kiếp người nhiều đau khổ, nhưng cũng vì thế mới dễ hiểu đạo. Lúc ngươi đang mê man vui thú đọc văn chương của chính mình, và lúc tập thạch thư đau khổ rơi xuống bờ sông, lúc nào ngươi dễ hiểu đạo hơn? Vì không thoát nổi sự ràng buộc của chính văn chương ngươi, nên ngươi không còn sáng tạo được gì nữa. Người văn sĩ giật mình đánh thót, nhìn xuống bờ sông, thạch thư vẫn còn đó. Rêu xanh đã bám đầy, y nhón một bước, đã tới nơi. Vận lực nâng hòn đá lên, nào ngờ thạch thư bây giờ nhẹ như bông.